Chấp 4. Khởi động phó bản. Bị cảnh phó bản, sâu trong rừng rậm âm u, cấp bậc cấp 10 đến 13, độ khó đơn giản, khó khăn ác mộng. Số lượng thành viên 1 đến 5 người chú ý, sâu trong rừng rậm âm u. Có bố trí miêu yêu và quái vật đầu bò. Bọn chúng trời sinh tàn nhẫn, thích ăn thịt con người. Còn 30 giây. Vậy không ngờ lại là phó bản sâu ở trong rừng âm u, không phải còn có địa hình đầm lầy sao? Miêu yêu cơ thở nhanh nhẹn, quái vật đầu bò da thịt thô dày. Dương mở đầu rõ ràng là không muốn chúng ta sống mà. Yêu cầu về số lượng người trong nhóm đại diện cho độ khó của phó bản. Nằm ngồi số lượng yêu cầu nhiều nhất cũng chỉ có 3. Lần này á, những 5 người. Nhớ kỹ, lựa sức mà hành động. Một khi gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng ở trong phó bản thì phải lập tức sử dụng trục cuốn quay trở về. Tử vong trong phó bản là tử vong thật. Thà rằng mọi kiểm tra cuối kỳ thất bại cũng phải đảm bảo tính mạng của bản thân. Không gì, đã đến giờ. Tất cả các thí sinh chuẩn bị. Tiến vào phó bản. Lớp 1, Tôn Cường, nghề nghiệp chiến sĩ, độ khó thách đấu khó khăn. Số lượng người trong nhóm 1 người. Lớp 1, Mà Cầm, nghề nghiệp, thích khách, độ khó thách đấu khó khăn, số lượng thành viên 1 người. Lớp 1, Long Phi, Vương Phương, Tôn Kiệm, nghề nghiệp nghiên tố sư, thương pháo sư, u minh pháp sư, độ khó thách đấu khó khăn, số lượng thành viên 3 người. Lớp 1, Chu Nghị, nghề nghiệp thánh kỵ sĩ, độ khó thách đấu ác mộng, số lượng thành viên 1 người. Lớp 2, Trương Vĩ, Vương Lợ, Triệu Thiên Hồng, Dũng Nhị Lan, nghề nghiệp cung tiễn thủ, ma pháp sư hộ hợ, kiếm sĩ, dược sư, độ khó thách đấu khó khăn, số lượng thành viên 4 người. Không hổ là lớp hổ tiễn, ngồi hai nhóm lập hội ra thì số còn lại toàn là đi một mình. Một mình giết quái thì mình hưởng hết kinh nghiệm. Có điều nguy cơ tử vong sẽ cao hơn. Cũng chỉ xì cái đàn anh của mình, của lớp hổ tiễn dám làm như này. Mọi người nhìn kia, đó là Chu Nghĩ. Lớp 5, Chu Nghĩ, ngành ngờ thánh kỵ sĩ, độ khó thách đấu ác mộng, số lượng thành viên 1 người. Một mình tiến vào độ khó ác mộng. Chủ nhiệm cục giáo dục giải đào, chuyện này thánh kỵ sĩ có năng lực hỗ trợ cực mạnh, cho dù là hợp tác với đội nào cũng sẽ bùng nổ. Tại sao chú Nghị lại muốn đi giết quái một mình? Lựa chọn độ khó ác mộng có tỷ lệ tử vong lên đến 40%. Hiệu trưởng là thành phố trong tháng này đã cho Chu Nghị không ít tài nguyên là để cậu ta có được thành tích tốt. Lỡ như cậu ta ngã xuống trong phó bản thì danh vọng của toàn bộ chính phủ thành phố Li Zhan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cậu ta làm như thế rõ ràng là không coi trọng sự bồi dưỡng của chính phủ. Dạ chủ nhiệm, yên tâm, Chu Nghị không phải là người bất cẩn, cậu ta nhất định có ác chủ bài. Đến đúng lúc lắm. Chết đi!
Rêu một lưỡi, đồng thâu. Sức mạnh sau khi trang bị vũ khí cộng 7 nhanh nhẹn trừ 2. Sức mạnh 45, thể chất 51, nhanh nhẹn 43, trí tuệ 52. Trong một tháng, mặc dù đã có gấp 10, nhưng giá trị bình quân của các thủ tính đã đạt đến 47 điểm, tương đương với người có ngự nghiệp cấp 13. Khắp tỉnh Tô Hàn này á, mình cũng có thể nằm ở trong bảng xếp hạng thí sinh giỏi xuất sắc. Không dám lại đây, vậy thì để ta tấn công nhé. Vũ khí chúc phúc level 4 cấp sư, ngưng tụ thánh quang, có thể gia tăng số lượng thành viên nhóm trong phạm vi nhất định, cùng với sự tấn công vật lý của vũ khí và tỷ lệ trúng mục tiêu. Dưới hiệu quả bảo vệ của tiên phú thiền sứ thần thánh cấp S, hiệu quả của kỹ năng riêng thuộc về thánh kỵ sĩ, vũ khí chúc phúc cũng nhận được cường hóa. Sức mạnh rìu một lưỡi tăng mạnh cộng 2. Mức độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, những học sinh khác nếu mà biết chắc chắn sẽ cực kỳ ngưỡng mộ. Suy cho cùng, phó bản kiểm tra cuối kỳ giới hạn chỉ có thể sử dụng vũ khí đồng thâu 3 sao trở xuống, mà rìu một lưỡi trong tay mình sau khi tăng cường xong thậm chí có thể sánh với đồng thâu 5 sao. Trong cuộc thi, mỗi một cuộc tính đều vô cùng quý giá. Điều này đủ để mình với người khác kéo giãn khoảng cách với nhau. Lưỡi đau trắng muốt. Ôi, nguy hiểm quá. Đàn anh Chu Căn Thời đếm sử dụng kỹ năng quá là chuẩn xác luôn. Dường như trong nháy mắt bị đột kích lập tức sử dụng lưỡi đau trắng muốt. Lưỡi đao trắng muốt đã được bạn tăng lên cấp 5. Bản thân vốn đã có thuộc tính sát thương khá là ổn, dưới sự tăng cường bảo vệ của thiên sứ thần thánh có thể giết quái vật cấp thấp trong tích tắc. Quá là kinh khủng rồi, rõ ràng là đẹp đẹp luôn. Quá đã, đàn anh, chủ quý vị, ba khí. Tôi đã tự nhìn thấy rìu của một người ở trong trung tâm giao dịch rồi. Cực, nản cực kỳ. Đàn anh Chu Dùng mà như là đang chơi đồ chơi vậy. Lẽ nào thuộc tính tự do của cậu ta toàn bộ đều được gia tăng sức mạnh? Không đúng, mỗi người quan sát kỹ càng sẽ thấy tốc độ của Chu Nghi thậm chí còn nhanh hơn là Miu Miu. Không chỉ tốc độ thì pháp cũng cực nhanh, y lực pháp thuật mạnh mẽ, trí tuệ trong thuộc tính tự do tuyệt đối không thấp. Qua góc độ chém rìu xuống thì khoảng cách tấn công và lực tấn công đều không chớp vô cùng tốt. Rõ ràng là một thiên tài chiến đấu. Một hạt giống tốt như này, tại sao ban đầu lại bị phân đến lớp 5? Chủ nghi có tinh thần chiến đấu rất mạnh. Những cách làm của cậu ta không thông minh, lần đầu đánh với Miu Yêu đã lãng phí thế lực rồi. Phó bản ác mộng không chỉ quái vật mạnh mà còn có một lượng quái vật cực nhiều. Dù là pháp sư ưu tú nhất cũng có thể bởi vì tiêu hao hết ma lực mà rớt bản. Trọng lượng của rìu chiến đấu đối với bản thân đâu có ngờ nghiệp, đã là một trách nhiệm nặng nề rồi. Một lần, hai lần vùng chém có lẽ không cảm thấy gì, nhưng liên tục chém hơn 100 lần thì đến cả sức cầm rìu của chẳng còn nữa, cuối cùng mà bị Miu Yêu xí thành trăm mảnh. Mới đó mà đã lại có thơm đợt Miu Yêu đó rồi, không có thời gian để thở luôn, quá ác đi. Ít nhất không phải có hơn trăm con Miu Yêu. Đàn anh, Chu Nghi lần này có thắng nổi không?
sai lầm. Đây là lối vào thông đến địa điểm tiếp theo.